nơi phó bản tăm tối lạnh lẽo, thiếu niên lính mới múa gậy vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ với vài đường đã bón hành cho lũ dã quái nơi phó bản, một gậy vả vỡ mùng con đội trưởng khô lâu, một gậy quét hết lũ dã quái cấp 1. Còn tưởng sẽ ra khỏi phó bản hoàn thành thử thách người mới, tận hưởng vinh quang. Nhưng làm gì có chuyện ngon ăn thế, lửa xanh bùng lên rực rỡ, khô lâu tụ lại thành một khối và vị vua đích thực đã lên sàn. Không sai, boss lớn phó bản đã hiện hình, chuyện quái gì thế này, nhiệm vụ lính mới sao lại có boss chứ, như thế này chẳng phải ép người hiền lành vào chỗ chết sao. Liệu rằng cậu có thể chiến thắng boss lớn không? Muốn biết thì cùng Pi xem thêm nhé. Đọc truyện hay tại cacchuyenz.com. Tại Học viện Đế tứ Tô Thành, tiếng thầy giáo vang lên thông báo thông tin mới nhất cho các học sinh trước mặt. Hôm nay chính là ngày bọn họ vào trong thế giới khác, nhận ngành nghề và đăng ký trở thành người chơi. Với thông tin này, thầy hiệu trưởng Tiết Kim Long đây vui mừng khôn xiết trước sự phát triển sắp tới của các học sinh trường mình. Khi bọn họ bước vào trận pháp này, hệ thống sẽ quyết định ngành nghề của cho tất cả mà không cần phải đắn đo. Cho dù có nghề nghiệp là kiếm sĩ oai hùng đẹp trai hào hoa phong nhã, đến kỵ sĩ có sức mạnh vô địch không bố con thằng nào sánh được, rồi thích khách nhạy bén phi vun vút trong đêm giết người diệt thú, hay là pháp sư sở hữu hỏa lực mạnh mẽ ai ai cũng phải ngước nhìn. Tất cả đều tuân theo sự lựa chọn nơi số phận của bản thân mình. Và đương nhiên, Tiết Kim Long đây tin chắc rằng những học sinh có mặt ngày hôm nay nhất định có thể trở thành người nổi bật trong chính ngành nghề của mình. Và cũng chẳng rông dài thêm chút nào nữa, Tiết Kim Long tức thì vào thẳng vấn đề chính, khởi động trận pháp đổi nghề cho học sinh. Đứng cùng với các học sinh của ngôi trường này, nét mặt của một cậu học sinh vô cùng tự tin, trước ấn ký đang sáng bừng kia, cậu chính là rất ngóng chờ. Mà lý do để cho một nam sinh như cậu mong chờ như vậy, đương nhiên chính là bởi vì cậu đã trùng sinh đến thế giới này được 18 năm rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến cái ngày hôm nay, và cậu tên là Kiều Du. Theo như Kiều Du nhớ, nơi này là Khai Vũ Tinh, một thế giới song song có độ cao tương tự với trái đất. Điểm không giống là thế giới loài người trở nên đảo lộn từ lúc con người bắt đầu khai phá những thế giới khác khi chúng đột nhiên xuất hiện. Khắp nơi trên thế giới xuất hiện các loại phó bản với từng độ khó khác nhau. Và con người có thể trở thành người chơi khi tròn 18 tuổi, sử dụng các loại năng lực từ ngành nghề của bản thân để đi đánh phó bản. Người chơi thăng cấp bằng cách giết yêu quái, nhận điểm thuộc tính để nâng cao thực lực của chính bản thân mình cũng như chức nghiệp mà họ sở hữu. Ngay khi Kiều Du nhắm mắt lại, cậu như chìm vào trong không gian mờ ảo, thân thể hoàn toàn lơ lửng bên trong không gian kỳ lạ đó. Và ngay lúc này, tiếng nói của một thứ tựa như của AI đã vang lên bên tai cậu. Chào mừng người chơi Kiều Du lần đầu tiên đến với thế giới khác, xin hỏi bạn có muốn bắt đầu bốc thăm nghề nghiệp hay không? Nghe tới đây, Kiều Du như đã quá quen với điều này lập tức cất lời nói với hệ thống trò chơi kia, cậu lựa chọn bốc thăm nghề nghiệp trước đã. Tuy rằng bên ngoài cùng giọng nói bình tĩnh đến lạ thường, nhưng trong lòng Kiều Du hiện tại chính là loạn như cào cào, vô cùng bối rối lo lắng, bao năm ăn ở tử tế để đợi đến ngày hôm nay hưởng phúc. Đương nhiên cậu không thể lơ là, cũng là cầu xin ông bà tổ tiên Kiều gia phù hộ độ trì, phù hộ cho thằng cháu đích tôn bốc được một ngành nghề thật là tốt, thật là bá cháy mới được. Tiếng hệ thống lần nữa vang lên, chào mừng người chơi Kiều Du lần đầu tiên đến. Ngay sau đó, khi thanh loát đinh trên hệ thống đã chạm đích, một luồng sức mạnh bùng ra mãnh liệt, bao bọc lấy thân thể của cậu nam sinh kia chính là một cái đầu lâu hung dữ thần bí. Và tinh, chúc mừng người chơi rút được ngành nghề ẩn giấu hệ pháp sư đó nha, cho cậu một tràng pháo tay thôi nào. Ngay khi nhận được thông báo này, Kiều Du đương nhiên mở to mắt của mình ra để kiểm chức chức nghiệp hiện tại. Khắp người cậu bây giờ chính là được bao bọc bởi một luồng sáng kỳ lạ, và không sai, với khí tức này Kiều Du chính là đã trở thành tử vong pháp sư. Nhận được chức nghiệp này, Kiều Du bất ngờ tới độ cười toe toét, hai mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình mà văng tục. Vãi thật chứ, chật như nước cất luôn ông bà bô ơi, ông bà tổ tiên tuyệt cơm mẹ nấu luôn nó. Mà lý do để cho Kiều Du sung sướng đến mức như vậy cũng đơn giản vì chức nghiệp vong linh pháp sư này chính là ngành nghề đặc biệt hiếm có. Cả thế giới chỉ có vài người may mắn mới có được mà thôi. Trong khoảng thời gian pháp trượng vung lên, vô số linh hồn của các sinh vật cấp cao sẽ được triệu hồi đi ra từ cửa địa ngục. Chỉ cần có đủ lượng mana, một người có thể địch được thiên quân vạn mã, khắp tứ phương phải cúi đầu trước họ kẻ được coi là mạnh mẽ nhất. Hứng khởi tiến tới màn hình hệ thống trước mặt, Kiều Du nghe nói rằng thông thường mà nói có thể bốc trúng loại ngành nghề ẩn giấy này đều là những người chơi vô cùng may mắn đó. Phải tu bao nhiêu đức mới có thể thu được chức nghiệp này, ông bà tổ tiên Kiều gia quả nhiên đã phù hộ thằng cháu đích tôn này còng lưng đó. Hiện tại, để cho Kiều Du xem thử thuộc tính cá nhân của nó rốt cuộc là như thế nào đây. Ngay sau khi ngón tay của Kiều Du quẹt qua màn hình một cái, thông tin cá nhân về cậu tức thì hiện ra, họ tên Kiều Du, ngành nghề là vong linh pháp sư, cảnh giới học nghề level 1. Sức mạnh là 10 gồm tuổi trẻ sức khỏe, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 9, tinh thần 0, giá trị pháp lực 10/10, giá trị sinh mạng là 10/10, điểm kinh nghiệm 0/10. Còn đang hứng khởi với chức nghiệp tuyệt vời của bản thân, tâm trạng Kiều Du đang từ trên mây bất giác rơi tụt xuống đất khi nhìn thấy dòng thông tin cá nhân này. Cho dù vào đầu bứt tai không tin vào thứ trước mặt,
Kiều Du bắt buộc phải chấp nhận sự thật này, vãi thật chứ. Tinh thần của cậu thế mà bằng không hay sao chứ? Sao lại có thể như vậy? Vong linh pháp sư có tinh thần bằng không sao? Tại sao lại phèn chúa đến thế chứ? Hai chân quỳ xuống trên mặt đất tràn đầy vẻ thất vọng, Kiều Du không khỏi lẩm bẩm trong miệng của mình. Điểm thuộc tính ban đầu sẽ được phát ngẫu nhiên dựa theo ngành nghề của người chơi. Điểm tối đa cho mỗi mục là 10 điểm. Thứ quan trọng nhất đối với pháp sư chính là tinh thần. Nếu như thấp hơn 5 thì còn chơi cái méo gì nữa chứ? Đấy còn chưa nói đến điểm tinh thần lại chỉ có 0/10. Tưởng bàn tay vàng trong làng bốc thăm, ai dè bốc phải xít à? Mà trong lúc Kiều Du đang đau khổ tột độ, hệ thống kia vẫn chẳng biết điều mà hiện lên thông báo. Xin hỏi người chơi có muốn bắt đầu bốc thăm thiên phú không? Đến giây phút này rồi thì Kiều Du cũng chẳng còn tâm trí nào nữa. Khóc cũng đã khóc rồi vậy thì bốc luôn đi, cậu không quan tâm nữa đâu. Hủy diệt đi, tinh thần vậy mà chỉ được có 0 điểm, cho nên dù bốc được thiên phú cấp S thì cũng bằng thừa thôi. Ngay sau đó, hệ thống tiếp tục công việc của mình là bốc thăm thiên phú cho Kiều Du khi thanh loát đinh đã chạm vạch. Ngay lập tức một luồng khí lực cực lớn tỏa ra mãnh liệt, cứ thế bao lấy khắp cơ thể của cậu trong sự ngỡ ngàng. Ngay lúc này, hệ thống liền hiện lên thông báo, chúc mừng người chơi Kiều Du bốc được thiên phú, trái tim dũng cảm của pháp sư, cấp bậc chưa rõ, thưởng 10 điểm thuộc tính tự do. Thiên phú trái tim dũng cảm của pháp sư này có tận 2 hiệu quả. Hiệu quả thứ nhất là hiệu quả bị động. Khi phát hiện thấy người chơi Kiều Du giết chết kẻ địch bằng cách đánh giáp lá cà thì sẽ nhận được điểm thưởng thuộc tính tự do. Hiệu quả thứ hai chính là hiệu quả chủ động. Cũng là duy nhất của kỹ năng này, người chơi có thể nâng giá trị của thuộc tính khác lên bằng với điểm của một thuộc tính nào đó. Chỉ có điều là có một hạn chế, trước khi sử dụng hiệu quả chủ động thì chỉ có thể ràng buộc với một thuộc tính duy nhất. Nhìn thấy thông báo này, Kiều Du đang tuyệt vọng vì sở hữu chỉ số tinh thần như shit, thế mà thật không ngờ cậu lại có thiên phú này, cậu chính là nhì không nhầm đó chứ. Điểm thuộc tính tự do cực kỳ khó có được đó, chỉ có thăng cấp mới được thưởng điểm thuộc tính tự do, còn không nếu muốn có thêm thuộc tính chỉ có thể dựa vào bản thân tự nỗ lực mà tu luyện. Thiên phú bị động của trái tim dũng cảm này chỉ cần đấu giáp lá cà với kẻ địch là có thể tăng điểm thuộc tính tự do rồi. Hiệu quả chủ động của thiên phú này mặc dù chỉ có thể dùng một lần nhưng lại có thể giúp nâng toàn bộ các thuộc tính lên cùng một giá trị. Nếu như hiện giờ Kiều Du dùng kỹ năng chủ động này thì cậu có thể trở thành một người chiến sĩ toàn năng sở hữu tất cả thuộc tính đều bằng 10 không phải sao. Từ sức mạnh, phòng ngự, nhanh nhẹn và cả tinh thần đều chạm mức cực đỉnh, con 10 tròn chỉnh sẽ thuộc về cậu đó. Trong khoảng thời gian làm lính mới mà tất cả thuộc tính đều bằng 10 là cái chuyện lạ có 102 trong lịch sử đó. Trước thông tin này, Kiều Du chính là xem xét thật kỹ càng hơn cả. Nếu như cậu đợi đến lúc thuộc tính sức mạnh đạt đến 1.000, thậm chí là 10.000, 100.000 rồi mới sử dụng, một vong linh pháp sư tất cả thuộc tính bằng 100.000, một chiến sĩ toàn năng thật sự, muốn có hiệu quả bị động thì phải đánh giáp lá cả đúng không? Mà cho dù lá sung hay lá chuối gì cũng được, quan trọng nhất với cách đánh như vậy thì cần nhất không phải chính là sức mạnh sao? Khóe miệng Kiều Du bất giác đưa lên cười tươi roi rói, ngay sau đó cậu tức thì đưa tay nắm chặt lên cao quá đầu, hệ thống, 10 điểm thuộc tính tự do, dồn hết sức mạnh cho cậu. Chỉ trong một vài tích tắc ngắn ngủi, hệ thống tiếp tục hiện lên thông báo, chúc mừng người chơi Kiều Du đã tăng điểm thành công. Sức mạnh tăng 10 điểm lên thành 20, hack win, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 9 và tinh thần vẫn là con 0. Tiếp theo Kiều Du sẽ đi đăng ký và hoàn thành nhiệm vụ của lính mới, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ của lính mới thì cậu mới có thể nhận nghề thành công được. Lúc này, hệ thống liền hiện lên một luồng sáng trực tiếp đưa Kiều Du đến phát nhiệm vụ của lính mới. Xuất hiện tại một vách núi không thể nào khác vách núi được hơn, chào đón Kiều Du lúc này chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp và một cánh cổng bằng đá cực lớn. Vừa nhìn thấy Kiều Du xuất hiện, cô gái kia liền nở ra một nụ cười thân thiện chào mừng người chơi mới tới, cô chính là Ylen, người hướng dẫn. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Kiều Du bất giác đơ ra một lúc, miệng nhỏ của cậu vậy mà không thể khép lại. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về người kia, chị gái này phải công nhận là quá xinh đi, có thật sự chỉ là một NPC không vậy chứ? Nhưng nhan sắc của NPC trước mặt không phải là điều quan trọng, Kiều Du tức thì trình bày về việc cậu đến nơi đây để đăng ký và nhận nhiệm vụ cho người mới. Bước tới trước mặt cậu thanh niên này, Ylen liền nở ra một nụ cười tươi rói. Tiếp đó từ tay của cô liền hiện ra một hộp quà nhỏ, đây cũng coi như là một chút quà nho nhỏ hệ thống dành cho người chơi mới. Mở lấy hộp quà kia ra, đập thẳng vào mắt Kiều Du là hai món đồ vô cùng điển hình của tử vong pháp sư, cậu đã nhận được trang bị đầu tiên là pháp bảo của Trần Cựu. Pháp trượng của người chơi mới và đương nhiên không thể thiếu đó chính là sách kỹ năng cấp ép thuật triệu hồi khô lâu. Nhìn vào những vật phẩm này, Kiều Du lại chẳng có chút bất ngờ gì cả. Đã vậy cậu còn cho rằng pháp bảo dường như chỉ là phụ kiện đi kèm mà thôi. Thuật triệu hồi thì với tinh thần bằng không của cậu cũng chẳng dùng được nốt, nói chung là vô dụng. Nhưng rất nhanh, hai mắt của Kiều Du liền sáng trưng lên khi nhìn về cây quyền trượng trước mặt. Cái gậy này ngược lại khá thiết thực với tình trạng hiện tại của cậu, xứng với 20 điểm sức mạnh, dùng để gõ đầu chắc chắn sẽ rất thốn đó nha. Ngay lúc này, quay đầu nhìn về chị gái trước mặt,
Nhiệm vụ tiếp theo của Kiều Du đó chính là thoát khỏi hang động sương mù đó nha. Nhiệm vụ thoát khỏi hang động sương mù cần phải chú ý, tuyệt đối không thể giết lính khô lâu, phải dùng cách thức nhanh nhất để chạy thoát khỏi đó, bằng không. Nhưng lời còn chưa nói xong, khi Y Lên mở mắt ra đã ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, người đâu mất tiêu rồi nhỉ? Không quá để tâm tới lời của chị gái xinh đẹp bên ngoài, Kiều Du trực tiếp tiến vào bên trong không hề do dự. Và ngay khi bước vào, một luồng khí lạnh sộc thẳng vào sống mũi của cậu, không gian chết chóc vương vào trong tầm mắt. Khắp nơi trong cái hang động này chỉ toàn là đầu lâu xương sọ mà thôi, đã vậy còn tô điểm thêm ít ánh sáng mờ ảo của mấy con ma chơi nữa. Nhưng mấy cái hình ảnh kinh dị này làm sao có thể dọa được Kiều Du chứ? Cậu lúc này để ý hơn cả chính là vừa nãy đã quên mất chị gái kia còn đang định nói gì đó với cậu mà cậu quên mất rồi. Nhưng thôi đành kệ vậy, đã bước vào đây rồi thì phải chấp nhận thôi, không quan tâm đến điều đó nữa. Nhiệm vụ lính mới lần này đối với Kiều Du chính là quan trọng hơn và chắc chắn rằng nó cũng sẽ không khó mấy đâu. Vừa nghĩ tới đây, Kiều Du đã cảm thấy kỳ lạ khi khắp nơi này có quá nhiều xương khô chất chồng lên nhau. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, từ phía sau bất giác phóng tới một bóng người, đã vậy tay còn cầm thêm hàng nóng tấn công. Quả nhiên đoán không sai, thứ đang tấn công Kiều Du chính là dã quái phổ thông, lính khô level 1. Trước sự tấn công của con lính khô này, Kiều Du đương nhiên không chịu để thua, một tay cậu nắm chặt lấy gậy lớn mà vung lên cứ thế đập vỡ sọ con quái này. Ngay khi vừa giết chết con lính khô này, Kiều Du không khỏi bất ngờ, mới có như vậy mà đã chết rồi, không thể nào dùng pháp thuật, thật là một trận chiến khó nhằn mà. Lúc này, hệ thống liền vang lên bên tai Kiều Du, phát hiện thấy người chơi Kiều Du giết lính khô lâu bằng đánh giáp lá cả. Thưởng một điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 3, được thưởng kỹ năng bị động cấp một cú đánh tạo kỳ tích. Hiệu quả của cú đánh kỳ tích này vô cùng ảo diệu, một điểm thuộc tính của người chơi có thể bằng 2 điểm tấn công, sức mạnh quyết định sát thương vật lý, phòng ngự quyết định mức độ bị thương. Nhìn vào thông số hiện tại, Kiều Du vô cùng sung sướng, một điểm sức mạnh tương đương với một điểm sức tấn công, thuộc tính khác cũng như vậy. Vậy có nghĩa là nếu như sức phòng ngự của đối phương là không thì hiện giờ một cú đấm của cậu có 42 điểm sát thương sao, kỹ năng này một điểm bằng 2, quá là đáng sợ mà. Bất ngờ, bàn tay của tên lính khô kia liền chui lên mặt đất, cứ vậy bò tới chỗ của Kiều Du, và sau đó, không chỉ có một con mà hàng chục con liền xông về phía trước tấn công. Nhưng trước đòn này, Kiều Du chỉ một tay quét nhẹ một cái đã có thể tiêu diệt tất cả, trực tiếp thu về cả khối điểm thưởng, và không ngoài dự đoán, cậu đã thăng cấp rồi. Cộng thêm 4 điểm thuộc tính từ việc giết khô lâu, sức mạnh đã lên tới 30 điểm rồi đó, nếu biết rằng điểm thuộc tính của người chơi mới đạt đến 10 đều có thể coi là thiên tài. Có điều động sương mù này sẽ không chỉ có đám linh khô lâu để giết thăng cấp đâu, nếu vậy thì hơi bị đơn giản quá rồi đó. Ngay lúc này, xuất hiện trước mặt của Kiều Du, một con dã quái phổ thông với tên gọi là đội trưởng lính khô lâu level 3. Nhìn thấy thông số bên cạnh của con dã quái này, Kiều Du lập tức đọc được ngay sức mạnh của nó những 15 đó. Nếu bị một con quái vật như này tấn công không phải cậu sẽ thủng phổi lòi ruột hay sao? Nhưng độ nhanh nhẹn của nó chỉ có một điểm, tiên hạ thủ vi cường, Kiều Du một tay xông tới đánh xuống, chỉ tiếc là đã bị khiên lớn của dã quái kia chặn được đã vậy còn tung đòn phản công lại cậu. Tránh sang một bên, Kiều Du không khỏi quan sát nhất cử nhất động của nó, con này vừa tấn công, vừa dùng khiên để đỡ đòn, có thể dễ dàng đánh vỡ mặt đất. Ngay khi con dã quái kia định xông lên, Kiều Du tức thì lướt tới nắm được sơ hở của nó, một đòn chém giữa bụng con dã quái này một nhát không thương tiếc. Chính là lúc này, Kiều Du sau đòn phản công kia tiếp tục cầm gậy nhảy vút lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi, xiểm côn sát mà chém mạnh xuống dã quái bên dưới. Ngay lúc này, hệ thống liền hiện lên thông báo, sau khi giết chết đội trưởng lính khô bằng cách giáp lá cả, thưởng 3 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 10. Sau đòn tấn công kia, Kiều Du liền chống gậy xuống bên dưới, quả là một đối thủ mạnh mẽ, nhiệm vụ lính mới khó như này không biết những người khác hoàn thành kiểu gì đây. Kiều Du nhớ là thầy hiệu trưởng từng nói sau khi dã quái bị đánh bại có khả năng rơi ra hồn hạch, mở ra có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, liệu bên trong hồn hạch này sẽ có cái gì đây? Ngay sau đó, Kiều Du thu về cho mình một găng tay khô lâu, đạo cụ dùng một lần cấp D. Sau khi sử dụng một đòn tấn công 100% sẽ tạo ra đòn chí mạng, nhưng sao nó lại là đạo cụ dùng một lần chứ? Nếu như là vĩnh viễn thì tốt biết mấy. Còn đang tiếc nuối đạo cụ kia, bất ngờ, từ bên dưới mặt đất đám lính khô liền chui lên đông như kiến, sau đó ồ ạt chạy tới chỗ Kiều Du mà tấn công. Dù cậu đã thăng lên level 2 nhưng giá trị sinh mạng cũng chỉ có 20 điểm, thật là ít đến đáng thương mà, lỡ như không cẩn thận bị lính khô lâu đâm chết thì vui lắm đó. Cứ vậy, Kiều Du liền vung gậy lên và vỡ mồm từng con lính khô một, số lượng càng nhiều càng giúp cậu thu về số điểm thưởng càng lớn. Bây giờ điểm kinh nghiệm đã tăng lên 20/30, thưởng 10 điểm thuộc tính tự do. Cũng may là độ nhanh nhẹn của đám lính khô lâu đều chỉ có một điểm thôi đó, Kiều Du cậu lại thăng cấp rồi. Ngoài trường học, trong khi các học sinh đang sôi nổi bàn tán về chức nghiệp bản thân vừa rút, nhưng hiện tại họ vẫn vô cùng khó hiểu. Hầu hết mọi người đã chọn được chức nghiệp rồi, tại sao hiệu trưởng vẫn chưa kêu kết thúc chứ, lẽ nào vẫn có người chưa ra sao?
Như làm gì có chuyện đó chứ, nhiệm vụ đơn giản như vậy mà làm lâu như thế thì sau này lăn lộn kiểu gì. Lính khô lâu bên trong mặc dù lợi hại nhưng chạy rất chậm đó, hoàn toàn không thể đuổi kịp bọn họ. Nếu như có người thất bại, còn chết bên trong nữa chắc, đám học sinh này cười rụng răng. Trong khi tất cả đang cười cợt, chỉ có một cậu nam sinh mắt không rời khỏi phía trước. Sao Kiều Du vẫn chưa ra chứ? Có khi nào xảy ra chuyện rồi sao? Mà hiện tại, bên trong phó bản, Kiều Du sau một hồi đấm đá cuối cùng cũng giết chết hết đám lính khô kia. Chỉ có điều sao vẫn chưa có thông báo cậu hoàn thành xong nhiệm vụ chứ? Bất ngờ, một giọng nói vang lên bên tai, ức hiếp lính khô quá đáng. Ngay lúc này, Kiều Du liền giật mình quay đầu nhìn lại, thì thật bất ngờ, đám xương khô kia bất chợt bay lên, ngay sau đó liền tụ lại với nhau thành một khối. Trong ngọn lửa mờ ảo, thân ảnh một con khô lâu to lớn hiện ra, vừa nhìn thấy Kiều Du nó đã gào lên một tiếng gầm đầy giận dữ. Không sai, nó chính là boss phổ thông, vua khô lâu, trạng thái bị thương, level 10. Đùa đấy à, nhiệm vụ lính mới sao lại xuất hiện boss chứ? Như này khác gì đẩy người chơi mới vào chỗ chết cơ chứ? Kiều Du phải làm sao đây? Vừa mới xuất hiện, con boss kia đã tung đòn phủ đầu đánh về phía chỗ Kiều Du, nhưng rất nhanh cậu đã có thể tránh sang một bên an toàn. Cũng may là phản ứng kịp thời trước đòn tấn công kia, nếu không chúng phải đòn này thì coi như cậu xong đời rồi đó. Con boss này mặc dù rất mạnh nhưng theo như quan sát của Kiều Du thì độ nhanh nhẹn vẫn chậm như lũ lính khô lia, đây cũng coi như là ưu thế duy nhất của cậu rồi. Phòng ngự là 60, sức mạnh của cậu không biết có thể phá vỡ phòng ngự của con boss này không, nhưng muốn biết thì đành phải thử một phen thôi. Ngay lập tức, Kiều Du liền quét chân xuống dưới mặt đất. Ngay sau đó một tay cầm chắc gậy lớn mà lao tới chém một đường thẳng cái xương chậu của con vua khô lâu kia khiến cho nó bị tụt xuống không ít máu. Đến lúc này thì Kiều Du có thể chắc chắn một điều, tấn công của cậu có hiệu quả, mặc dù chỉ trừ đi có 32 điểm mà thôi. Nhưng công nhận nó đã gây ra được sát thương, cũng có nghĩa là chỉ cần cậu tiếp tục đánh trúng vua khô lâu thêm mười mấy cái nữa là có thể thắng ván này rồi. Cứ vậy, liên hoàn trưởng của Kiều Du được tung ra, trực tiếp đánh về phía con vua khô lâu kia, khiến cho nó đau đớn mà hét toáng lên, lượng máu cũng vì thế mà giảm xuống ngày càng nhiều. Chỉ sau vài đòn cơ bản của Kiều Du, con vua khô lâu đã không thể chịu đựng được nữa mà ngã gục xuống đất. Toàn thân xương cốt vỡ vụn ra hết cả, con boss này hóa ra chỉ nhìn có vẻ đáng sợ thôi, đúng là lừa người mà. Hiện tại, con boss khô lâu này sau khi bị Kiều Du đánh chỉ còn lại 200 máu cuối cùng, cậu cũng coi như sắp kết thúc được rồi. Còn đang suy nghĩ như vậy, bất ngờ một luồng sáng tỏa ra khiến cho Kiều Du đột nhiên giật mình. Con boss khô lâu kia tưởng chừng như đã bị thương không ít, thế mà hiện tại lại đang phừng phừng lửa giận mà gằn lên từng câu một. Ở động sương mù này bao nhiêu năm chưa từng thấy người chơi nào dám giết khô lâu cả. Nếu như không phải bởi vì giết nhiều lính khô lâu như thế thì con boss như nó cũng không rơi vào trạng thái bị thương như thế này. Giờ đây một tên người chơi mới lại có thể phá được phòng ngự của vua khô lâu sao? Tuyệt đối không thể để cho cậu sống sót ra khỏi ngoài được. Nói xong như vậy, con khô lâu kia liền xông về phía Kiều Du, khắp người nó tỏa ra những tia lửa đen xì phừng phừng bắn về phía cậu. Trước đòn tấn công này, Kiều Du nhanh chóng vào thế chuẩn bị chiến đấu, nhìn vào dáng vẻ này của boss khô lâu kia, thực lực của nó hình như là đang gia tăng lên rồi. Cứ vậy, con khô lâu xông đến với sát thương cực lớn, đi tới đâu là đất đá vỡ vụn ra hết. Nhìn đợt tấn công lần này, Kiều Du có thể dễ dàng nhận ra, tốc độ của con quái này quả nhiên đã nhanh hơn lúc trước rồi. Ngay sau đó, boss khô lâu kia tay cầm đao lớn, một đòn đánh mạnh xuống bên dưới mặt đất khiến cho đất trời rung chuyển vỡ vụn. Nhưng tốc độ của boss khô lâu kia có nhanh hơn lúc trước nhưng so với tốc độ của Kiều Du cậu vẫn có thể dễ dàng tránh ra một bên. Nhưng cho dù có nhỉnh hơn đối phương một chút về tốc độ, với tình hình hiện tại, Kiều Du đương nhiên không thể lơ là. Bây giờ muốn đánh trực diện con boss kia thật sự khó hơn rất nhiều so với lúc trước, cậu phải hạn chế hành động của nó mới được. Lần này, boss khô lâu kia liền gầm lên một tiếng nhìn chằm chằm về phía tiểu tử bố láo trước mặt một lần nữa xông lên. Trong lúc dã quái đó điên cuồng xông tới, Kiều Du ở trước mặt đáy mắt rất nhanh đã nhìn ra, tảng đá phía sau người nó hình như sắp đổ tới nơi rồi. Chỉ cần có thế, Kiều Du liền thay đổi hướng đi, một mạch chạy ngược lại về phía boss khô lâu kia khiến cho nó không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn về phía cậu không rời mắt. Nhìn thấy nhóc con kia một mạch chạy về phía mình, con dã quái này đương nhiên nở ra nụ cười vô cùng thỏa mãn, còn cho rằng tiểu tử này chính là đang chạy vào đường chết. Nhưng trái ngược với mong đợi của boss kia, khóe miệng Kiều Du liền nhếch lên cao, đến đây nào tên to xác ngu dốt. Trước lời sỉ nhục này, một vị vua nơi hang động này làm sao có thể nghe lọt, con dã quái kia lập tức gầm lên một tiếng đầy tức giận, tay vung tới lưỡi hái tử thần chuẩn bị tấn công. Đúng như dự đoán của Kiều Du, khi lưỡi chém của con boss này vung tới, cậu lập tức đưa gậy nhỏ của mình lên chống đỡ. Nhưng trước sức mạnh vượt trội hơn so với bản thân, cậu lập tức bị hất mạnh ra xa, tiếp đó liền bị thương mà tụt máu. Còn đòn tấn công kia sau khi hất văng Kiều Du ra liền đánh mạnh vào tảng đá phía sau lưng cậu, sức mạnh phải nói là rung trời chuyển đất. Chúng phải một đòn tấn công kia, Kiều Du không khỏi hoang mang, cậu chỉ mới quẹt sơ qua một cái thôi mà.
tại sao lượng máu đã gần hết rồi chứ? Giá trị sinh mạng lập tức tụt xuống còn 4/30, điều này phải nói rằng vô cùng nguy hiểm. Sau khi đánh trúng được tiểu tử kia, con dã quái này theo đà lập tức vung lưỡi liềm trên tay của mình lên quá đầu, chuẩn bị một lượt đánh xuống. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Du đương nhiên hoảng hốt tột độ, hàm răng nghiến chặt, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ còn chút nữa thôi, nếu như cứ thế này cậu nhất định sẽ thiệt mạng. Bùm một tiếng lớn, khắp không gian sau đòn tấn công của con dã quái kia vỡ nát toàn bộ, sự phẫn nộ của nó đều dồn hết vào đòn này mà giáng xuống. Chỉ cần nghĩ tới chúng phải thôi là có thể tưởng tượng đến thân xác tàn tạ như thế nào. Nhưng đương nhiên, các bạn chẳng phải lo cho Kiều Du, ngay khi con boss kia đánh xuống, cậu đã nhanh chóng phản ứng lại kịp mà nhảy tót ra phía sau boss, thành công tránh sang một bên bảo toàn tính mạng. Và đúng như dự đoán, vì công kích của boss quá lớn, tảng đá khổng lồ trên cao đã không trụ được mà đổ dâm xuống. Một mạch đè mạnh lên thân thể vua khô lâu kia khiến cho nó tụt hẳn xuống 70 máu. Trước sự việc bất ngờ xảy đến, boss kia liền kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn. Boss phổ thông, vua khô lâu giá trị sinh mạng còn lại 129/500 điểm. Nhìn thấy số lượng máu còn lại, Kiều Du có chút không hài lòng, cho dù có đúng với dự đoán của cậu, nhưng con quái kia tụt máu thật sự không trong mong đợi. Hiện tại, cậu còn sắp kiệt sức rồi, lần này phải tốc chiến tốc thắng mà thôi, nhân lúc con dã quái đó còn chưa đứng dậy được, một đòn đánh bại nó thôi. Nghĩ tới đây, Kiều Du không chần chừ thêm giây phút nào nữa, một chân cậu nhảy vút lên trên cao trước mặt con khô lâu to xác kia. Ngay lúc đó, trên tay của cậu liền tụ lại một luồng sức mạnh sáng chói, trước ánh mắt đầy hoang mang của con khô lâu kia, Kiều Du trực tiếp sử dụng kỹ năng găng tay khô lâu của mình. Mà với kỹ năng này, nó là đạo cụ cấp D chỉ sử dụng một lần duy nhất, sau khi sử dụng đòn tấn công 100% sinh ra sát thương chí mạng đối với kẻ địch. Nắm chắc thời cơ trong tay, Kiều Du liền dùng toàn bộ lực công kích của chiếc găng tay này mà dứt khoát đánh xuống trước sự hoảng hồn của boss bên dưới. Một đòn mạnh mẽ đánh xuống không chút do dự, boss lớn trực tiếp bị trừ thẳng 132 lượng máu. Lúc này, khi ngọn lửa khô lâu dần dần tiêu tan trong không khí, hệ thống liền hiện lên thông báo cho Kiều Du, nhiệm vụ thoát khỏi hang động sương mù của người chơi mới đã hoàn thành. Chúc mừng ngài Kiều Du chính thức trở thành người chơi của thế giới khác, chúc mừng người chơi Kiều Du hệ pháp sư trở thành người đầu tiên diệt được boss vua khô lâu ở động sương mù. Thưởng 30 điểm thuộc tính tự do, phát hiện thấy người chơi đánh bại boss bằng cách đánh giáp lá cả, thưởng 10 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm công thêm 50 điểm. Người đầu tiên giết chết boss bí cảnh, phần thưởng của người chơi là thăng lên tù tì 3 cấp, chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp liên tiếp lên cấp 5, điểm kinh nghiệm hiện tại là 0/50. Hiện tại Kiều Du đã hoàn thành phó bản cho người chơi mới, phần thưởng giết boss là nhẫn vua khô lâu. Đứng trong ngọn lửa tàn của boss khô lâu, Kiều Du trước phần thưởng đang hiện ra trước mặt liền đưa tay với lấy. Cậu thật không ngờ là còn có thể nhận được cả trang bị của boss nữa cơ đấy. Mà chiếc nhẫn khô lâu này cũng chẳng phải là một trang bị bình thường, đây là một đạo cụ cấp C. Có hiệu quả sau khi đeo vào lực sát thương trong đòn tấn công đầu tiên của người chơi sẽ tăng 50%, thời gian hồi lại là 24 giờ, hạn chế ngành nghề là không có. Trước thuộc tính này của nhẫn khô lâu, Kiều Du cầm đồ trên tay nhìn vào vô cùng thích thú, được lắm, mặc dù uy lực không bằng găng tay khô lâu lúc nãy của cậu. Nhưng hiện tại với món đồ này cậu có thể sử dụng lâu dài rồi, trang bị cấp C, nếu như mang đi bán ít nhất cũng kiếm được mấy chục vạn luôn đó, lần này Kiều Du cậu phát tài thật rồi. Nhìn thẳng về phía trước, Kiều Du người đầu tiên giết boss sao, vậy cũng có nghĩa là trước giờ chưa từng có ai giết được vua khô lâu sao. Vậy những người kia rốt cuộc là vượt qua nhiệm vụ kiểu gì chứ, cậu chính là không hiểu. Nhưng tạm gác lại thắc mắc này vào lại trong bụng, hiện tại quan trọng hơn đối với Kiều Du chính là đi ra bên ngoài trước đã, có gì thì tính sau. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ bên trong phó bản, Kiều Du lập tức được truyền tống ra bên ngoài trước sự bất ngờ của tất cả các học sinh. Vừa mới bước ra, cậu đã bị Dương Hướng Địch xông tới ôm ấp vồ lấy làm cậu không khỏi hoảng hồn, hành động thân thiết này là sao vậy chứ? Đến lúc này, Dương Hướng Địch cũng không chần chừ thêm mà hỏi ngay Kiều Du đối diện lý do vì sao vẫn còn trong phó bản chứ? Sao làm nhiệm vụ người chơi mới lâu đến như vậy, cậu ta còn tưởng cậu gặp chuyện gì ở bên trong nữa đó? Nghe tới đây, Kiều Du có chút khó hiểu mà đơ ra. Theo như lời của Dương Hướng Địch đây, có nghĩa là mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ từ lâu rồi hả? Trước câu hỏi vô tri này của thằng bạn, Dương Hướng Địch lập tức lên tiếng xác nhận vô cùng chắc nịch, thời gian Kiều Du ra ngoài cách người trước những 3 tiếng lận đó. Không quá để tâm tới lời của Dương Hướng Địch nói, Kiều Du liền hỏi cậu ta rốt cuộc đã bốc được ngành nghề gì. Như gãi đúng chỗ ngứa, Hướng Địch liên hoàn kể chuyện vô cùng hứng khởi, cậu ta bốc được chức nghiệp pháp sư đó Kiều Du có biết không? Giống mấy kẻ mà hay đọc thần chú ấy, mà chỉ có một mình Kiều Du thấy lạ. Chỗ bọn họ đi vào chẳng lẽ là cùng một phó bản hay sao chứ? Còn đang không hiểu chuyện gì, bất ngờ một người thiếu niên bước tới mà ngắt lời Hướng Địch, Kiều Du, thì ra cậu là người cuối cùng đi ra sao? Nhìn về phía Kiều Du với vẻ mặt không khỏi khinh miệt, tên lớp trưởng Mã Phi liền bật cười hả hê trước thành tích xuất sắc từ dưới đổ lên của Kiều Du khi cậu là kẻ ra muộn nhất.
cũng chỉ được cái mã mà thôi, đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, thiên phú ở thế giới khác mới là vương đạo, muốn biết ngành nghề của tên lớp trưởng này là gì không? Mà lúc này, Kiều Du vừa nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của tên Mã Phi kia lập tức tắt ngúm nụ cười. Thằng lớp trưởng này sao cứ thích kiếm chuyện với cậu thế nhỉ? Chẳng lẽ đẹp trai hơn nó cũng là một cái tội sao? Không nói đến chuyện của hai nam sinh này nữa, lúc này hiệu trưởng liền đứng trước các học sinh mà thông báo, tất cả đều đã đăng ký xong ở trong thế giới khác cả rồi. Ngày mai cả lớp sẽ lập nhóm tham gia tôi luyện cho người mới, bọn họ sẽ giới thiệu về ngành nghề và thiên phú của mình trước để hiểu thêm về nhau. Ngay khi nghe thấy lời này, các học sinh liền phấn khởi giới thiệu với nhau, người là chiến sĩ thiên phú cấp D, người lại là thích khách, người thì đen đủi hơn khi có thiên phú cấp F, cả đời này chắc là vô vọng rồi. Mà gây thu hút các nam sinh nhất vẫn kể đến bạn học Triệu Tử Nguyệt này, ngành nghề trị liệu sư, cảnh giới học nghề level 2, sức mạnh 3, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 5, tinh thần 6. Tiếp đến là một nữ sinh không kém phần đặc sắc, cô là Tả Trục, ngành nghề thánh kỵ sĩ, cảnh giới học nghề level 2, sức mạnh 5, phòng ngự 9, nhanh nhẹn 6, tinh thần 3, được coi là lá chắn sở hữu thiên phú cấp B. Người nữa chính là tên Mã Phi, ngành nghề của cậu là kiếm tu, cảnh giới học nghề level 3, sức mạnh 9, phòng ngự 6, nhanh nhẹn 8, tinh thần 4, thiên phú là cấp B. Nhìn thấy một màn flex xương xương này của mấy người kia, những học sinh xung quanh không khỏi trầm trồ. Một thanh kiếm, một bình rượu, ân oán rõ ràng, mà kiếm tu chính là ngành nghề cực mạnh ở trong thế giới khác đấy. Mã Phi kia đúng là con cưng của trời mà. Mà lời này hiệu trưởng một bên cũng nghe rõ, thiên phú cấp B sớm đã được xếp vào hàng thiên tài rồi, xem ra lứa học sinh lần này không hề tồi đó nha. Còn tiếp theo chính là Kiều Du, ngành nghề của cậu là vong linh pháp sư, còn về thiên phú thì tạm thời chưa thể tiết lộ được. Cậu đâu thể nào nói rằng đến cả bản thân cậu cũng không biết thiên phú của mình chứ, nếu nói ra như vậy chắc chắn sẽ bị chê cười. Nhưng chẳng quá để tâm tới thiên phú của Kiều Du, hiệu trưởng vừa nghe tới ngành nghề của cậu đã phải há hốc vui sướng. Vong linh pháp sư chẳng phải là ngành nghề ẩn giấu đó ư? Trước đây có một vong linh pháp sư dựa vào sức của chính mình đã tiêu diệt toàn bộ công hội của người khác đó. Còn tên Mã Phi này khỏi phải nói, cậu ta đương nhiên là đố kỵ vô cùng, không thể ngờ được đứa mà cậu ta ghét lại có thể sở hữu được ngành nghề này. Nhưng ngành nghề ẩn giấu thì đã sao chứ, pháp sư nổi tiếng là ngành nghề có lượng máu ít, phòng ngự thấp, rất dễ bị đánh bại, đáng sợ nhất chính là bị người thân cận ám sát. Do đó luôn phải tiếp xúc với sinh vật vong linh nên sức khỏe của vong linh pháp sư yếu hơn nhiều so với người thường. Thời gian thi triển thuật triệu hồi cực kỳ dài nên phải có đồng đội bảo vệ, nhưng ngành nghề bạo lực như thích khách hay kiếm tu chính là người thân của vong linh pháp sư. Không nói ra cấp bậc thiên phú của bản thân, tên Mã Phi này còn cho rằng Kiều Du kia chắc chắn chỉ là thiên phú quá thấp mà ngại nói ra thôi. Lúc này, các học sinh trước mặt vô cùng bất ngờ nhào tới chỗ Kiều Du mà hỏi han. Mọi người nhìn đi, Kiều Du không hề kiêu căng tự phụ, đây chính là phong thái của thiên tài sao. Thật sự quá ngầu luôn, bốc được ngành nghề ẩn giấu mà vẫn khiêm tốn như vậy, bọn họ phải tự nhận rằng bản thân không bằng cậu ấy cũng phải thôi. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường như bọn họ hay sao, đến cả tính cách cũng trầm ổn. Nếu như bọn họ bốc được ngành nghề ẩn giấu, chắc chắn là không thể nào bình tĩnh được như Kiều Du đâu. Nghe mấy lời tán dương này của mọi người, Kiều Du tuy rằng có chút vui nhưng lại ngại ngùng vô cùng. Một vong linh pháp sư không thể sử dụng pháp thuật thì sức mạnh cũng chỉ hơn người thường một chút mà thôi, vào vòng tôi luyện cho người mới có thể bảo vệ được bản thân hay không còn chưa biết. Cậu làm gì có sự tự tin hơn người chứ, đến lúc đó bị bạn học phát hiện bản thân chỉ là một kẻ đến cả sinh vật vong linh cũng không triệu hồi ra được thì cậu phải làm thế nào đây? Còn hiệu trưởng lúc này thì vô cùng hài lòng, Kiều Du cuối cùng cũng có thể xem là thấy được cầu vồng sau cơn mưa rồi đó. Đợi sau khi hoàn thành vòng tôi luyện cho người mới, ông đoán chắc rằng cậu có thể vào trường đại học đứng đầu trong nước. Lúc này, sau khi từng người giới thiệu xong, hiệu trưởng cũng liền kết thúc buổi học ngày hôm nay để cho các học sinh lần lượt ra về. Khoác lấy vai Kiều Du thì thầm, Dương Hướng Địch phải công nhận thằng bạn của mình đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi đó. Tuy rằng không bốc được vong linh pháp sư, nhưng cũng may là điểm tinh thần của cậu là 8, các thuộc tính khác cũng không đến nỗi nào, thiên phú này cũng là tạm được đi. Nhưng Hướng Địch làm sao biết rằng điểm tinh thần của Kiều Du hiện tại chỉ có 0 chứ? Thuộc tính của cậu ta chỉ có một con số, vậy 75 điểm thuộc tính hiện giờ của Kiều Du chẳng phải là quá điên rồ rồi sao? Tại nhà của mình, Kiều Du liền đẩy cửa bước vào. Đây chính là căn nhà bố mẹ cậu để lại sau khi hai người mất tích. Trong ký ức của cậu, bố và mẹ là những người vô cùng ấm áp. 5-6 tuổi bố mẹ cậu phải đi một chuyến đến Kinh Đô, sau đó đột nhiên mất tích một cách vớ vẩn. Từ đó cậu cũng coi như trở thành trẻ mồ côi. Hiện tại bọn họ đang ở nơi nào? Hiện tại cậu nhất định phải đỗ vào Đại học Kinh Đô, điều tra ngọn ngành chân tướng mới được. Sang tới ngày thứ hai, thầy hiệu trưởng trước khi cho các học sinh vào tôi luyện chỉ có duy nhất một yêu cầu. Nếu như không nắm chắc thì tuyệt đối phải nhớ kỹ lập tức thoát ra, cho dù tôi luyện có thất bại, cũng tuyệt đối không được chết ở bên trong. Nhưng cũng đừng lo lắng quá, thông thường thì mức độ nguy hiểm dành cho người mới đều khá thấp, người chơi sẽ không tử vong đâu.
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, từng có một sự cố nghiêm trọng, một phó bản dành cho người mới khiến một lớp 40 người tất cả đều thất bại hoàn toàn. Hơn nữa còn là sống không thấy người, chết không thấy xác, đến nay vẫn không ai rõ đó là phó bản đáng sợ đến mức nào, chỉ biết rằng tên của phó bản đó là Thôn Mộng Yểm. Lúc này, khi đã phân phó tất cả, các học sinh lập tức chạy vào bên trong tôi luyện và Kiều Du cũng không ngoại lệ. Lúc này, tất cả đều được truyền tống tới một nơi vô cùng âm u, từ một nơi đã có sẵn một cặp chân nõn nà chờ bọn họ sẵn bên ngoài rồi. Trong khi tất cả học sinh còn đang hoang mang không rõ nơi này, Mã Phi kia lại nổi máu anh hùng nói mọi người theo mình đi vào bên trong, cậu ta sẽ giúp cho tất cả vượt qua. Khi tất cả mọi người đều đi theo mình, Mã Phi này vô cùng tự tin, Kiều Du cho dù có là vong linh pháp sư thì có sao. Cậu ta sẽ chứng minh chỉ có cậu ta mới là người thích hợp làm lãnh đạo cái lớp này nhất, chỉ có cậu ta mới là người mạnh nhất. Nhưng chẳng ai ngoài Kiều Du cảm nhận được, nơi này chính là có điểm kỳ lạ, đây rốt cuộc là phó bản gì chứ, tại sao lại không có hệ thống nhắc nhở. Lúc này, một lão già da xanh đét bước tới chỗ các học sinh kia mà lên tiếng, bao nhiêu người trẻ thế này thật sự đáng tiếc. Trước lời này, Kiều Du liền lên tiếng muốn ông chú kia giải thích lời mình đang nói. Đến lúc này, ông chú kia liền cúi mặt xuống mà hân hạnh giới thiệu cho các học sinh này đến với thôn Mộng Yểm đó nha. Nghe tới đây, một màn sấm chớp lóe lên trên nền trời xám xịt, tiếp đó là thông báo của hệ thống, chào mừng nơi người chơi mới tôi luyện thôn Mộng Yểm, độ khó cấp S cho người mới. Chú ý độ khó của nơi tôi luyện dành cho người chơi mới không giống với những phó bản khác. Cấp S cho người chơi mới bằng cấp E của phó bản bình thường, yêu cầu một là sống sót thoát ra, hai là tìm ra bí mật của thôn Mộng Yểm này. Nhận được thông báo của hệ thống, tất cả các học sinh vô cùng hoảng hốt, nói này trước giờ chưa có ai vượt qua. Cũng là nơi hại chết 40 người mà, bọn họ chỉ là người mới bây giờ phải làm sao chứ? Nhìn thấy tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy, tên Mã Phi cho dù có lên tiếng trấn an cũng chẳng thể khiến cho tất cả bình tĩnh lại. Chỉ có Kiều Du là vẫn bình tĩnh suy xét lại tình hình này, phó bản cấp E, ít nhất cũng phải có trình độ sơ cấp mới có thể vượt qua được, bọn cậu đều là học sinh, sao có thể làm được chứ? Mà cấp bậc trong thế giới khác được chia thành học nghề, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp 1 đến 10 là học nghề, cấp 11 đến 20 là sơ cấp, cứ thế tăng dần lên. Hiện tại, khi các học sinh định bỏ chạy khỏi phó bản này, thế mà lại bị hất ngược lại không thể nào ra, theo như ông chú kia thì bước vào thôn Yểm Mộng này thì vĩnh viễn cũng không ra được. Nghe tới đây, Kiều Du liền hiểu ra ngay, chả trách vì sao lớp trước lại thất bại hoàn toàn, nhiệm vụ này là tìm ra bí mật của thôn Mộng Yểm. Mặc dù ông chú kia thần thần bí bí, nhưng hình như cũng chẳng có chút ác ý, chắc chắn không phải kẻ địch. Bước tới giữa các học sinh, ông chú kia liền lên tiếng trấn an mọi người đừng lo lắng, mà Mã Phi kia cũng đập tay xuống như hiểu ra, ông chú này là muốn bọn cậu thả lỏng, tự tin đối mặt đúng không? Nhưng làm gì có cái ý đấy chứ, ý của người này chính là nếu đã đến rồi thì an táng ở đây đi. Bước đi lên một đoạn, người này quay đầu lại, không đùa mấy học sinh này nữa, ông chính là trưởng thôn của thôn Mộng Yểm, Ora. Song ở nơi này có hai quy tắc, một là các người có thể chọn một căn nhà trống bất kỳ để ở, nhưng đá đen trên cửa là tuyệt đối không được động vào. Thứ hai, về nhà trước khi trời tối và nhất định phải đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, cho dù có chuyện gì cũng không được mở. Còn lý do vì sao thì đến đêm sẽ hiểu cả thôi. Khi tất cả mọi người đều quyết định nghe theo lời của trưởng thôn, tìm một căn nhà để trốn, bọn họ chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm 10 người. Bước vào bên trong một căn nhà, để đảm bảo an toàn, nhóm bọn họ tối nay đều sẽ nghỉ ngơi ở tầng 2. Không những thế, Triệu Tử Nguyệt còn tranh thủ mon men tới chỗ Kiều Du mong cậu bảo vệ mình, cô là trị liệu sư, có thể tiếp cho cậu thêm nhiều máu đó. Nghe thấy lời này, Tả Trục bất ngờ đi tới nói người kia giữ thể diện, bao nhiêu bạn học đang nhìn cô đó. Cả hai cứ vậy mà nổ ra tranh cãi kịch liệt mà không để ý rằng ở một bên, một học sinh bỗng nhiên đi ra cửa sổ mà gọi bà của mình. Đã vậy trên cửa sổ kia còn hiện lên một bà lão muốn cháu trai của mình mở cửa sổ ra. Khi cậu nam sinh này định mở, Kiều Du lập tức lên tiếng ngăn lại, nói đối phương không phải bà của cậu, nhưng đã quá muộn rồi. Cánh cửa cứ vậy được mở ra, nét mặt của bà cụ kia lập tức trở nên nham hiểm, trực tiếp xông vào vồ lấy thiếu niên trước mặt. Ngay lúc này, hướng địch liền sử dụng đất cát quấn quanh mới có thể bảo vệ cậu nam sinh kia khỏi bị tấn công. Và lúc này, trước mắt họ không còn là bà lão nào cả, thay vào đó là một con quái vật vô cùng đáng sợ, nó chính là Mộng Yểm, cấp 3 sở hữu kỹ năng mê hoặc. Đến lúc này, con Mộng Yểm kia tức thì xông tới trước mặt hướng địch, ngay khi nó định túm lấy cậu một khiên lớn liền hiện ra. Tả Trục từ khi nào đã chạy tới mà chắn đòn này, chỉ có điều hiện tại cô chính là liên tục mất máu không thể dừng lại. Theo lời của Tả Trục, cô muốn Kiều Du triệu hồi vong linh giữ chân con Mộng Yểm này. Hỗ trợ cho Tả Trục, Triệu Tử Nguyệt liền hồi máu cho cô, chỉ cần mọi người phối hợp nhịp nhàng thì giải quyết con Mộng Yểm này không phải chuyện khó. Hiện giờ chỉ cần kéo dài thời gian đợi Kiều Du triệu hồi vong linh thôi. Nhưng với nghĩ tới đây, Kiều Du một tay cầm trượng xông tới một gậy đánh cho Mộng Yểm kia tan xác. Nhìn thấy cảnh này, tất cả học sinh không khỏi bàng hoàng,
vong linh pháp sư đều chiến đấu với kẻ địch như vậy sao? Mà hiện tại, con mộng yểm kia sau khi chết đã biến thành một viên đá đen, hơn nữa còn đang tiêu tan, giống y hệt với biểu tượng trên khung cửa. Đến cả Kiều Du cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao cậu giết một con mộng yểm bằng tay không mà điểm thuộc tính lại không tăng chứ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra gì cả. Qua ngày tiếp theo, tất cả học sinh liền đi ra bên ngoài hóng gió, đã vậy còn không ngừng bàn tán về chuyện tối qua nhóm mình gặp phải. Nghe thấy chuyện Kiều Du giết chết mộng yểm, Mã Phi này chỉ hừ lên một tiếng. Nếu như cậu ta ở đó chắc chắn sẽ không để cho Tả Trục đứng trước đỡ đòn, trốn sau lưng con gái thì đâu đáng mặt đàn ông. Còn lúc này, Kiều Du vừa bước ra đã lên tiếng khen ngợi lớp trưởng kia chăm chỉ, mới sáng sớm đã luyện tập rồi, thấy bản thân bị bắt gặp. Mã Phi này chỉ khụ lên một tiếng sau đó chống chế bản thân chỉ luyện linh tinh thôi, sau đó liền tiến tới chỗ Tả Trục đề nghị cô tới phòng mình ở. Đột nhiên, xuất hiện trước mặt các học sinh một đám người với vũ khí đi tới quyết không để một sống sót, chúng phải bắt tất cả trói lên giàn hỏa thiêu, dùng lửa để gột rửa tội ác. Nhìn thấy thôn trưởng đang phừng phừng tức giận, các học sinh chính là không hiểu, nhưng làm gì có chuyện hiểu lầm chứ, tối qua đã làm gì thì mấy nhóc này chưa quên đâu. Mà chuyện mà thôn trưởng nhắc tới chính là việc giết chết một con mộng yểm. Con đó là linh hồn canh giữ cái thôn này, chắc chắn tối qua đã có người làm trái quy tắc của thôn này nên nó mới tới trừng phạt bọn họ. Đến lúc linh hồn canh giữ nhất định sẽ phẫn nộ, người dân thôn ông cũng sẽ gặp họa thôi, mấy học sinh này là tội đáng muôn chết. Còn nếu như không cẩn thận giết linh hồn canh gác kia cũng là có cách cứu vãn, khi màn đêm buông xuống thì phải đứng ở ngoài căn nhà, liệu có cái lá gan đó không? Trước lời này, Kiều Du vẫn vô cùng bình tĩnh lên tiếng, mộng yểm là do cậu giết, cậu sẽ ở ngoài đợi đi. Mà lý do để Kiều Du thản nhiên nói như vậy cũng là vì cậu muốn kiểm chứng một thứ, có lẽ thứ đó sẽ giúp mọi người thoát khỏi thế giới này đó. Và không phải đợi lâu, Kiều Du đã bị trói trên cột gỗ lớn, trong khi tất cả học sinh còn đang khó hiểu cậu chỉ khẽ nhếch miệng, đợi cậu kiểm chứng xong thì sẽ xác nhận lại với mọi người. Màn đêm buông xuống, một con mộng yểm khác liền xuất hiện mon men bò tới, nó định là gì Kiều Du đây? Ngay khi nhìn thấy Kiều Du một bên, con mộng yểm này tức thì xông tới chỗ cậu, nhưng ngay lập tức toàn thân nó đã bị đất cát trói buộc lại. Ngay sau đó, hướng địch ở một bên liền lên tiếng nói Mã Phi mau chóng ra tay, cứ vậy cậu nam sinh kia liền xông tới một kiếm chém về phía trước vô cùng tự tin. Nhưng có vẻ như cậu trai này tự tin hơi quá rồi, mộng yểm kia sau khi thoát khỏi đất cát trói buộc lập tức vung đòn tấn công về phía trước, tốc độ này đúng là quá nhanh rồi đi. Mã Phi đây cũng là bị dọa cho sợ rồi, một pháp sư như Kiều Du thật sự có thể đánh chết thứ này sao? Không được, Kiều Du làm được thì cậu ta cũng phải làm được. Cầm chắc kiếm trên tay, Mã Phi một đường chém tới, kiếm khí phá vỡ phòng ngự thành công gây thương tích cho mộng yểm kia. Nhìn thấy Tả Trục và Triệu Tử Nguyệt cùng có mặt, Kiều Du chính là bất ngờ vô cùng, không phải cậu đã bảo mọi người đợi trong nhà rồi sao? Nhưng bọn họ làm sao có thể dương mắt nhìn cậu gặp nguy hiểm chứ, mọi người có thể giúp đỡ nhau. Phá vỡ xích cho Kiều Du, bên này Mã Phi vẫn đang điên cuồng chiến đấu với mộng yểm kia. Đến lúc này, Tả Trục một bên liền xông lên hỗ trợ cho Mã Phi, Triệu Tử Nguyệt sẽ chữa trị cho cậu ta. Nhưng trước con mộng yểm này, tiểu tử kia vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu, nói bản thân mình có thể tự giải quyết. Kẻ mạnh thật sự đều được mài giũa từ trong các trận chiến, vết sẹo mới là huân chương của đàn ông. Nghe thấy mấy lời sĩ diện hão này, cả Tả Trục và Hướng Địch liền lên tiếng khuyên bảo tiểu tử không nghe lời kia. Đừng có đối đầu trực diện với nó nữa, thử cắt đầu nó đi, điểm yếu của nó ở phần đầu. Hôm qua Kiều Du dùng pháp trượng gõ vào đầu nó cái là nó chết rồi. Nghe thấy như vậy, Mã Phi kia liền nhếch miệng lên cười, nhìn thấy một màn này Kiều Du không khỏi cạn lời, thực ra điểm ấy của mộng yểm không phải phần đầu đâu. Nhưng làm gì có chuyện Mã Phi nghe lời này chứ, cậu ta còn cho rằng Kiều Du đang sợ bị vượt qua đó. Nhát tiếp theo mọi người nhìn cho kỹ đi, tại sao ư? Bởi vì Mã Phi nói rằng nhát kiểm này nhìn trông rất ngầu đó. Ngay khi chém một đường, vừa quay đầu lại Mã Phi đã giật mình, cậu ta rõ ràng đánh trúng điểm yếu rồi, tại sao lại chưa chết chứ? Đến khi nghe thấy hai người kia thắc mắc khi Kiều Du chỉ một đòn đã giết chết mộng yểm, Mã Phi này tức thì cảm nhận bản thân bị tổn thương lòng tự trọng, mặc kệ tất cả khuyên ngăn, cậu ta tiếp tục xông về con quái phía trước. Lần nữa tung ra kiếm khí phá vỡ phòng thủ gây ra tổn thương cho mộng yểm, chỉ còn một đòn cuối nữa, cậu ta nhất định phải giết được nó, cậu muốn chứng tỏ bản thân không thua kém Kiều Du kia. Nhưng làm cho Mã Phi điên tiết hơn, khi cậu định kết liễu sinh vật trước mặt tức thì đã bị Kiều Du một gậy đập chết, đây cũng là tức quá đi. Mà lúc này, hai con mộng yểm khác đột nhiên xuất hiện, bây giờ theo lời Kiều Du bọn họ phải vào trong nhà thôi, cậu nghĩ bản thân đã biết cách ra khỏi đây rồi. Nhanh chóng đi vào bên trong, Kiều Du liền mập mờ cất lời, ngày mai mọi thứ sẽ rõ thôi. Sang tới ngày hôm sau, thôn trưởng cùng dân làng càng thêm tức tối khi một linh hồn canh gác của họ bị giết, đám học sinh này phải xuống địa ngục, tuyệt đối không thể ra khỏi thôn mộng yểm này. Trước lời kia, Kiều Du chỉ gọi tên thôn trưởng, nói ông chắc chắn mấy người là người dân của thôn mộng yểm sao. Thấy đối phương vẫn một mực phủ nhận,
Đến nước này thì Kiều Du cũng nên vạch trần sự thật của thôn này thôi. Sự thật chỉ có một, GS, rốt cuộc nó là cái gì đây? Ngay tức thì, Kiều Du liền chỉ thẳng về phía trưởng thôn kia cùng những người khác. Tất cả người trong này đều không phải dân gốc của thôn Mộng Yểm. 40 người bọn họ là lớp đã mất mạng ở trong vòng thôn Mộng Yểm. Còn đám người Kiều Du từ lúc đi đến đây đã ở trong một ảo ảnh, cho nên bọn cậu không thể thoát khỏi thế giới này. Nghe tới đây, thôn trưởng kia liền cười phá lên, mộng cảnh cái gì, Kiều Du đang bịa chuyện đó à, nhưng để nói ra mấy lời này Kiều Du phải có chứng cứ rồi. Ngay lập tức cậu đưa viên đá thủ hộ của Mộng Yểm ra, vừa nhìn thấy cái này thôn trưởng đã không giữ được bình tĩnh muốn giết cậu. Nhưng không chỉ có một mình Kiều Du có, mà những người khác đều sở hữu một viên, thứ này hoàn toàn không phải là đá thủ hộ. Toàn bộ ảo ảnh chính là do những viên đá đen và bùa thần bí ở phía trên tạo thành mà thôi, chỉ cần đập vỡ viên đá đen này thì mộng cảnh sẽ xuất hiện kẽ hở. Chỉ đợi có vậy, tất cả liền đập vỡ hết đá thủ hộ kia, từ thì ở bên trên liền nứt ra một chút. Đến lúc này, thôn trưởng kia liền hoảng loạn mà ôm đầu, những luồng ký ức liền tràn vào đầu ông, từ những học sinh hứa hẹn với hiệu trưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rồi khi bước vào thôn Mộng Yểm này, đến lúc bị bóng ma ở đây bao lấy, rồi cuối cùng là trở thành dân làng của cái thôn này. Đến lúc này thì cậu trai kia mới nhớ ra, cậu chính là lớp trưởng chứ không phải thôn trưởng. Ngay khi bí mật được vén màn, hệ thống liền vang lên thông báo, có người chơi tìm thấy bí mật của thôn Mộng Yểm. Thành công thức tỉnh người chân thôn Mộng Yểm, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng theo cấp bậc nhiệm vụ mỗi người. Sau cùng, trước khi những học sinh kia rời đi vẫn không quên cảm ơn những bạn học này. Còn lúc này, tất cả chỉ muốn biết vì sao Kiều Du có thể phát hiện ra điều này chứ, nhưng vẫn là quay về rồi nói đi. Nhưng đợi được một lúc rồi, bọn họ vẫn mãi chẳng được truyền tống ra. Hệ thống lần nữa hiện lên thông báo, chúc mừng 5 người chơi phá hủy đá đen của Mộng Yểm, mở ra nhiệm vụ ẩn, chiếm lấy trái tim Mộng Yểm, độ khó là cấp E. Lúc này tại học viện đệ tứ, hiệu trưởng vừa nghe những học sinh mới đi ra ngoài kể về phó bản thôn Mộng Yểm kia liền sốt ruột vô cùng. Tại sao những người khác đều đã ra ngoài rồi, vậy mà đội của Kiều Du vẫn chưa ra nữa, sao lại có chuyện như thế cơ chứ, chẳng lẽ cậu với những học sinh kia đã khởi động nhiệm vụ ẩn giấu rồi sao? Nếu đúng như ông đoán, Kiều Du cùng đồng đội có thể đồng thời hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi thì dựa vào thành tích này bất kỳ trường đại học này trong nước cũng sẽ lựa chọn bọn cậu mà thôi. Nhưng nhiệm vụ ẩn giấu thường nguy hiểm vô cùng, mà đây còn là nhiệm vụ ẩn giấu của thôn Mộng Yểm nữa. Chắc chắn độ khó sẽ lên cao, mà đội của Kiều Du lại toàn là người mới, liệu bọn họ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không đây? Phía bên này tại thôn Mộng Yểm, đồng đội của Kiều Du vô cùng hoang mang, hiện tại họ không biết phải làm gì cả, bọn họ mới là cấp 3 mà thôi. Cấp bậc của mọi người cũng ngang ngửa nhau, thực lực hiện giờ yếu như vậy tiến vào nhiệm vụ ẩn giấu đúng là đi chết mà. Hơn nữa trái tim Mộng Yểm này là cái gì bọn họ cũng không biết, biết đi đâu để trộm chứ. Nghe thấy Tả Trục bên cạnh quay sang hỏi liệu có khả năng bọn họ chỉ cần đánh thức trưởng thôn và thôn dân là được, chứ không cần phải làm vỡ hắc thạch khiến cho cậu bất giác ho lên mấy tiếng. Đã thế, Hướng Địch bên cạnh còn thêm lời, nhiệm vụ ẩn giấu là cơ hội muốn cũng chẳng được trong thế giới khác. Chắc chắn Kiều Du đã biết từ đầu là đập vỡ hắc thạch sẽ khởi động nhiệm vụ ẩn giấu cho nên mới bảo bọn họ đập cùng cậu. Cứ thế cậu béo này liền xông tới ôm lấy Kiều Du vào lòng vô cùng sung sướng. Đến cả Mã Phi một bên tuy không nói gì nhưng trong lòng cậu ta lúc này cũng có vài phần cảm phục, không ngờ Kiều Du lại tình nguyện chia sẻ loại cơ hội này. Nhưng cứ đợi đấy đi, mặc dù lần tôi luyện người mới cậu ta xếp sau cậu, nhưng nhiệm vụ ẩn giấu này nhất định sẽ hoàn thành trước cậu. Trong khi các học sinh còn đang mải mê nói chuyện, bất ngờ một bàn tay đưa tới, sau đó là một loạt đám Mộng Yểm level 5 xông ra tấn công, đám học sinh kia nhất định phải chết dưới tay chúng. Nhìn thấy lũ dã quái này, tất cả mọi người liền đứng sát vào nhau cẩn thận hành động, theo như Tả Trục chỉ huy. Dương Hướng Địch sẽ phụ trách khống chế Mộng Yểm kia, Mã Phi tấn công tiếp theo, kiếm phá phòng ngự mà tấn công về phía trước. Lúc này, nhìn vào sức sát thương mà mình gây ra cho con Mộng Yểm kia, Mã Phi này nhất thời không thể hiểu nổi. Tại sao chứ? Một đòn của cậu ta chỉ trừ được 10 điểm. Tại sao một đòn của Kiều Du lại có thể giết chết lũ này luôn? Khi hai nữ sinh kia sắp không trụ được nữa, Kiều Du lúc này liền cầm gậy xông lên phía trước. Một đòn đánh xuống trực tiếp kết liễu con Mộng Yểm kia, thu về một điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 10 điểm. Tiếp sau đó, hai con Mộng Yểm khác liền xông tới cùng một lúc, nhưng chỉ với hai gậy của mình, Kiều Du đã thành công knock out lũ xúc sinh này rất nhanh đã thu về được phần thưởng ưng ý. Và phần thưởng lần này của cậu chính là dây chuyền tiểu tiên nữ cấp F, hiệu quả tăng 5% lực sát thương của kỹ năng, ngành nghề pháp sư. Mặc dù trang bị này không tồi, nhưng nhìn qua Kiều Du cũng có chút lấn cấn, cậu không dùng được kỹ năng, vẫn là cho Dương Hướng Địch vậy. Lên tiếng thúc giục mọi người tìm kiếm Mộng Yểm tiêu diệt, lần này chỉ cần giết thêm một con Mộng Yểm nữa thôi là Kiều Du có thể thăng lên cấp 6 rồi. Còn có tỷ lệ cao là mở được trang bị của bản thân, nhiệm vụ ẩn giấu này đúng là quá tuyệt vời. Còn về nhiệm vụ đi tìm trái tim Mộng Yểm thì vô cùng đơn giản với cậu, chẳng phải trái tim thì phải ở trong người Mộng Yểm rồi, giết Mộng Yểm không sai đâu.
Lời này vừa nói ra, Kiều Du bất giác dẫm vào một viên gạch bất thình lình tụt xuống bên dưới, khắp mặt đất vỡ vụn ra tạo thành một lỗ lớn mà nuốt chửng cả năm con người. Ngay khi phản ứng lại mà đứng dậy, điều đầu tiên Kiều Du làm chính là gãi gãi cái đầu cất tiếng hỏi nơi đây là đâu. Lúc này, khi tất cả mọi người đều đã đứng ngay ngắn bọn họ mới đưa mắt quan sát khắp nơi này. Sao ở đây lại nặng mùi thế chứ? Lẽ nào là rơi vào hố bioga rồi, hay rơi vào cái hệ thống thoát nước thải hay không chứ? Theo như tả trục quan sát, ở đây không thoáng khí, phân, nước tiểu và thi thể của các loài vi sinh vật đều tập trung tại nơi này, có mùi hôi thối chính là chuyện bình thường mà thôi. Còn đang mải mê phân tích mùi hôi, bất chợt Triệu Tử Nguyệt liền lớn tiếng ra dấu cho mọi người nhìn về phía trước. Đập thẳng vào mặt tất cả lúc này chính là một con mộng yểm to xác đang nằm ngủ trên mặt đất, không sai. Nó chính là vua mộng yểm level 10 và đặc biệt hơn cả ngoài sở hữu những con số đáng kinh ngạc về thể lực. Con mộng yểm này còn có thêm kỹ năng mê hoặc, mộng yểm chi cảnh nữa, nếu như nó thức giấc tất cả sẽ bị nó điên cuồng truy giết đó. Nhìn về phía trước, Kiều Du cuối cùng cũng tìm được boss hiếm, cùng là level 10 mà vua mộng yểm này nhìn qua đã thấy mạnh hơn con vua khô lâu lúc trước rồi. Trong khi những người khác còn chán nản về việc lấy trái tim của con mộng yểm này, Kiều Du đã lên tiếng chắc nịch, bọn họ hiện tại chính là có cơ hội. Hiện giờ sức mạnh là 101, cộng thêm với đòn tấn công kỹ năng đòn đánh tạo kỳ tích là đủ 202, phối hợp thêm với nhẫn của vua khô lâu. Đòn đánh đầu tiên đã có thể làm mất 1/3 máu của vua mộng yểm này rồi, tiếp theo chỉ cần có thể tấn công vào những chỗ hiểm của nó thì hoàn toàn có thể giết chết con quái này. Nhưng kế hoạch này không khác gì việc thò tay vào lửa cả, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị giết chết. Lúc này, Kiều Du liền nhìn sang mọi người mà trình bày ý kiến, mặc dù số liệu của mộng yểm rất cao nhưng rõ ràng điểm yếu của nó là sự phòng ngự. Bằng cách tận dụng ưu thế để tấn công vào nhược điểm của đối phương bọn họ chưa hẳn là không có cơ hội. Mà ý của Kiều Du chính là muốn bốn người ở đây giúp cậu di rời sự chú ý của con mộng yểm này. Tất nhiên, chuyện này vô cùng nguy hiểm, độ nhanh nhẹn của vua mộng yểm không phải trò đùa, lực tấn công của nó e rằng không ai có thể đỡ được, cho nên nhất định bốn người phải cùng nhau kìm chân nó. Trước lời này, cùng với Kiều Du tất cả đều đồng ý, ngay lập tức, cậu liền phóng lên người con mộng yểm đang ngủ kia. Đòn tấn công đầu tiên cực kỳ quan trọng, cậu nhất định phải tìm ra điểm yếu nhất của vua mộng yểm. Bất ngờ, ánh mắt Kiều Du va phải một thứ phát sáng trên người con mộng yểm kia, xem ra đây chính là điểm yếu của nó rồi. Dồn hết một lực vào đòn tấn công này, khởi động hiệu quả của nhẫn vua khô lâu, Kiều Du không nói không rằng một gậy đánh thẳng xuống trực tiếp trừ đi 508 máu của con boss kia. Ngay khi trúng đòn này, vua mộng yểm trực tiếp mở mắt ra, nhiệm vụ cũng vì thế mà thay đổi. Hiện tại nhiệm vụ chính là giết chết vua mộng yểm, độ khó tăng lên cấp A. Không để Kiều Du chờ lâu, vừa mới mở mắt ra, con mộng yểm kia đã há mồm tấn công về phía trước. Nhìn thấy nhân loại trước mặt, nó đã gầm lên tiếng gầm đầy phẫn nộ, loài người bỉ ổi kia. Ngay lúc này, Kiều Du liền chỉ đạo mã phi xông lên tấn công, thu hút sự căm giận của con mộng yểm kia. Cứ vậy, thiếu niên này tay cầm kiếm mà xông tới, một đòn kiếm khí phá phòng ngự liền vung xuống không do dự, nhưng với đòn này cậu ta chỉ gây được một tổn thương nhỏ cho dã quái kia. Không chấp nhận sự thật này, mã phi liên tục thay đổi tư thế mà tung ra những đòn đánh khác nhau, chỉ có điều sức sát thương vẫn chỉ có vậy. Ngay khi mộng yểm có ý định phản lại, hướng địch lập tức sử dụng trói buộc đất cát quấn lấy đòn tấn công của con dã quái kia, tiếp đó là lá chắn của tả trục hiện lên để bảo vệ lớp trưởng này. Lúc này, khi mã phi sắp không chịu đựng được nữa, Kiều Du mới bắt đầu xông lên, một đòn đánh tụt mất 182 máu của mộng yểm. Ngay lúc này, hệ thống lập tức hiện lên cảnh báo, lượng máu của vua mộng yểm quá thấp, sẽ kích hoạt mộng yểm cảnh. Chỉ sau một tiếng gầm lớn, các học sinh lập tức tụt dần máu của mình. Không để cho vua mộng yểm kia có cơ hội phản công lại, Kiều Du một lần nữa xông lên, nhóm người thôn trưởng lúc trước chìm sâu trong ảo cảnh lâu như vậy chắc cũng là vì chúng phải chiêu này đây. Một gậy nữa lại vung xuống, Kiều Du không cho phép con dã quái kia tiếp tục tác oai tác quái khiến nó chỉ còn lại 128 máu cuối cùng. Một lần nữa xông lên trước mặt vua mộng yểm kia, Kiều Du một gậy chí mạng đập thẳng vào mặt mộng yểm khiến nó hết sạch thanh máu. Thành công giết chết boss lớn ở thôn mộng yểm, thưởng 30 điểm thuộc tính, kinh nghiệm cộng 50, nhiệm vụ của phó bản cũng được hoàn thành. Đến lúc này, xuất hiện trước mặt những người bên dưới liền hiện lên những phần thưởng tương đương với cấp độ của mình. Triệu Tử Nguyệt cấp D nhận được kỹ năng cấp D Xuân Phong Phật Liễu. Tả Trục cấp C, thưởng kỹ năng cấp C Giáp Gai Chống Thương Tích, hướng địch là kỹ năng cấp D Thuật Lở Đất, mã phi kỹ năng cấp D Nhất Kiếm Cách Thể. Còn Kiều Du, cấp A, nhận được phần thưởng cấp A, kinh nghiệm cộng 50, nhận về sách kỹ năng cấp B, Điều Linh Thuật. Vươn tay chỉ về thứ ánh sáng trước mặt, tạm thời Kiều Du không sử dụng kỹ năng được, nhưng cậu còn có hồn hạch, vua ma vương, nhất định phải cho cậu món đồ tốt chút đó. Ngay sau đó, từ bên trong ánh sáng kia, Kiều Du tức thì rút ra được một thanh kiếm có tên gọi là Thấu Long Kiếm cấp B, trang bị này có tác dụng tăng thêm 100 điểm sức tấn công. Coi thường đối phương 30% áo giáp, tăng 20% tổn thương do kiếm khí, không có thời gian hồi, ngành nghề hạn chế là chiến sĩ,
cấp bậc hạn chế là sơ cấp level 2. Rút ra món đồ này, Kiều Du chẳng những không hài lòng đã vậy còn vứt nó cho Mã Phi bên cạnh. Ở đây ngoài cậu ta ra chẳng ai dùng kiếm đâu. Không quá quan tâm đến mấy lời nhảm nhí của Mã Phi, Kiều Du lúc này chính là muốn rút thẳng vào cái lỗ nhỏ kia mà tìm đồ, nhưng cuối cùng chẳng tìm thêm được món gì. Cuối cùng Kiều Du đành phải mở bảng thuộc tính lên xem, sức mạnh hiện tại của cậu đã tăng lên nhưng lượng máu mới được 70 điểm, quá ít rồi, giống như một tờ giấy đập cái là rách. Nhìn vào thiên phú trái tim dũng cảm của Pháp Sư, hạn chế của nó là trước khi sử dụng tác dụng chủ động thì chỉ có thể ràng buộc với một thuộc tính duy nhất. Hạn chế bị động không thể tăng điểm cho những thuộc tính khác, chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách sau này giữ mạng kiểu gì thôi, cậu vẫn là nên bình tĩnh một chút, tuyệt đối không được rối loạn. Lúc này, cả năm người Kiều Du cuối cùng cũng đã thành công trở về thế giới thực, vừa mới xuất hiện bọn cậu đã làm cho những học sinh khác phải trầm trồ. Còn thầy hiệu trưởng thì khỏi phải nói vô cùng hân hoan luôn. Sau khi nghe những học sinh này kể về quá trình bên trong phó bản, thầy hiệu trưởng không khỏi cười phá lên, ông đã nói mà. Bọn cậu chắc chắn là mở được vòng phụ ẩn giấu rồi, lần này 5 người tuyệt đối sẽ là miếng bánh ngon mà các trường học hàng đầu phải tranh giành nhau đó. Bất ngờ, ở bên ngoài một người đàn ông liền chạy vào hớt hải gọi thầy hiệu trưởng, người của Đại học Hoa Thanh và Kinh Đô đến rồi đó, bọn họ đến là để gặp 5 học sinh kia đó. Ngay sau đó, hai người đại diện cho hai trường đại học bậc nhất là thầy Bành và thầy Bùi liền xuất hiện tay bắt mặt mừng với thầy hiệu trưởng. Lúc này, Bành Lương Ký không chần chừ thêm mà giới thiệu mình với 5 em học sinh trước mặt, anh là giáo viên của Đại học Kinh Đô, hiện tại trường của họ cần những thiên tài như 5 học sinh đây. Không chịu thua kém gì, Bùi Hưng Quốc bên cạnh sau khi kháy đều đối phương liền vào thẳng vấn đề, là đại diện cho trường Hoa Thanh, người này cũng muốn chiêu mộ những nhân tài này vào. Bài kiểm tra của bọn họ sẽ là kiểm chứng ngành nghề và năng lực của 5 học sinh đây, thu thập các mục số liệu các nhân để xem bọn họ có phù hợp với tiêu chuẩn nhập học không. Nếu nói như vậy, chẳng phải việc Kiều Du không thể sử dụng kỹ năng sẽ bại lộ sao, nhưng cậu nhất định phải vào được Đại học Kinh Đô này để tìm kiếm manh mối của bố mẹ. Khi Bành Lương Ký liền cất tiếng muốn biết người nào muốn làm bài kiểm tra, Mã Phi vậy mà tự tin bước lên trước, cậu là Mã Phi, kiếm tu học việc thiên phú cấp B, cấp bậc level 5 đó. Nhìn thấy học sinh này tự tin như vậy, trong lòng Bành Lương Ký không khỏi khen ngợi, vừa mới trải qua vòng tôi luyện cho người mới mà đã đạt đến level 5. Còn là thiên phú cấp B nữa, đây đúng là một nhân tài hiếm có rồi, quả thật không tệ, mày kiếm mắt sắc, vóc dáng rắn giỏi, vừa nhìn đã biết là có duyên với Đại học Kinh Đô của họ. Lúc này, Bùi Hưng Quốc liền tỏa ra khí tức của mình mà thử thách nam sinh kia, thử một nhát chém vào thầy ta đi. Không để mọi người phải chờ lâu, Mã Phi tức thì cầm chắc kiếm trên tay, sau đó nhất kiếm cách thế mà phóng về phía trước. Nhìn thấy chiêu thức kia một đòn có thể xuyên qua phòng thủ này của mình một chút, Bùi Hưng Quốc không khỏi bất ngờ. Vậy mà lại có thể đâm thủng phòng ngự của anh ta, mặc dù ngành nghề của anh là thương tu, không giỏi phòng ngự nhưng dù gì cũng là level 25 đó. Sau khi kiểm tra một lượt này, Bùi Hưng Quốc không ngừng cất lời khen ngợi. Chiêu nhất kiếm cách thế này của Mã Phi là kỹ năng dùng mũi kiếm phá phòng ngự cực kỳ hiếm có đó, có thể phóng đại sức mạnh đòn tấn công của mũi kiếm thật sự quá xuất sắc. Không chỉ có vậy, dù chỉ dùng mũi kiếm phó phòng ngự chứng tỏ thuộc tính của Mã Phi chắc chắn cũng rất cao, ít nhất cũng phải tầm 35 điểm đó, hơn nữa dựa vào tốc độ xuất kiếm có thể thấy cậu cũng khá nhanh nhẹn. Sau khi Mã Phi đã thể hiện một màn mở đầu này, Triệu Tử Nguyệt chính là người tiếp theo lên sàn, ngay lập tức cô đã thể hiện kỹ năng như Mộc Xuân Phong của mình ra. Chỉ cần nhìn qua, thầy Bùi đây có thể cảm nhận được cô nhóc này kỹ năng không tệ, là một trị liệu sư mới cấp 4 đã có thể trị liệu được cho mọi người rồi. Tiếp sau đó là Tả Trục, một đòn chống đỡ lấy khiên chắn của cô, Bùi Hưng Quốc không khỏi ngỡ ngàng. Mới có level 4 mà đã có khả năng phòng ngự tốt như vậy rồi, hơn nữa sau khi đánh vào người cô nhóc này thì sẽ bị phản lại một phần sức mạnh của đòn tấn công. Trước thiên phú kia, Bùi Hưng Quốc không ngừng gật gù đầu của mình, đánh được thầy đồng nghĩa với đánh bản thân, đối với ngành nghề lá chắn mà nói thì không có thứ nào có thể thực tế bằng kỹ năng này. Người tiếp theo lên thử sức cũng chính là Hướng Địch, ngành nghề của cậu không phải kiếm sĩ cũng chẳng phải lá chắn, cậu chính là pháp sư. Nghe tới đây, Bùi Hưng Quốc có chút khựng lại một chút, một tên nhóc mập ú năng hơn 300 cân mà nói bản thân là pháp sư sao, hay cậu nhóc này đang cầm nhầm kịch bản à? Không để cho đối phương nghi ngờ mình nữa, Hướng Địch liền hét lên một tiếng. Ngay sau đó, địa bạo thuật một chưởng đánh về phía trước khiến cho sân tập trung này nổ lên một tiếng. Đến lúc này Bùi Hưng Quốc không còn nghi ngờ gì nữa rồi, kỹ thuật này vậy mà lại không có chút dấu hiệu báo trước nào, cứ thế nổ bên dưới lòng đất nơi người này đang đứng. Chuyện này đến cả một thương tu level 25 nếu không chú ý cũng sẽ bị mất 3 điểm sinh mạng chứ đừng nói là người cùng cấp, đây thật sự là kỹ thuật do một pháp sư cấp 5 đánh ra sao. Xem ra sau khi quay về thầy Bùi này nhất định phải cho người quan tâm chú ý đến Tiết Kim Long kia. Trong trường nháy mắt đã bồi dưỡng ra 5 thiên tài, chưa biết chừng hiệu trưởng này còn là đại lão một phương mai danh ẩn tích cũng nên nó. Lúc này, cuối cùng Kiều Du cũng đã đến lượt, cậu vừa bước vừa giới thiệu mình sở hữu ngành nghề vong linh pháp sư, level 7, cấp bậc thiên phú không rõ.
Nghe thấy một màn giới thiệu bá đạo này của học sinh kia, Bành Lương Ký một bên lập tức giật mình, level 7 sao, cao hơn hẳn 2 bậc so với 4 học sinh còn lại. Nhưng thiên phú không rõ là chuyện gì chứ, có khi nào vì cấp bậc thiên phú quá thấp nên tiểu tử kia không dám nói. Nhìn chằm chằm về nam sinh trước mặt, Bùi Hưng Quốc muốn xem cậu có thể triệu hồi ra sinh vật vong linh gì đây. Bị người mới đang học nghề làm bị thương một lần thì cũng thôi đi, nếu liên tiếp bị người mới đánh bị thương thì thầy Bùi đây không xứng lăn lộn ngoài xã hội nữa. Không để cho người trước mặt chờ nữa, Kiều Du tức thì xông tới, một vong linh pháp sư như cậu không triệu hồi vong linh lại tấn công sao, bất ngờ đấy. Nhìn thấy Kiều Du một mạch xông tới trước mặt, Bùi Hưng Quốc trong lòng đã có chút coi thường. Đã vậy còn nghĩ cậu cũng quá kém rồi, nếu như chiến đấu thật thì ai sẽ ngu ngốc đợi cậu đến trước mắt thi pháp chứ. Nhưng ngay sau đó, Bùi Hưng Quốc đã phải giật mình nhìn lại, móc phải sao, sức mạnh của một pháp sư có thể mạnh đến mức nào thì thử ăn thử một cú đấm là biết thôi. Coi thường sức mạnh của Kiều Du, Bùi Hưng Quốc không những không tránh sang một bên mà trực tiếp đứng lại. Cứ vậy đã phải ăn trái đắng, chỉ với một đòn của Kiều Du thầy ta đã ngã ngửa ra sau mà phụt ra ít máu, tiện thể tụt thêm 200 máu. Trước màn thể hiện này, tất cả mọi người đều bị một phen kinh hoàng, tình huống gì vậy chứ, Kiều Du chỉ một đấm đã có thể đánh ngã một thầy giáo cấp 25 sao. Đến hiện tại, khi ngồi dậy trên mặt đất, Bùi Hưng Quốc không khỏi bàng hoàng, tên nhóc kia là quái vật gì chứ. Một cú đấm suýt chút nữa làm cho thầy Bùi đây bị bệnh tim rồi đó, đây thật sự là cấp 7 sao. Còn Bành Lương Ký lúc này cũng phải nuốt ực một cái, em học sinh kia có chút đáng sợ. Cũng may Bùi Hưng Quốc xung phong nói muốn làm thầy giáo kiểm tra, lần này nếu không người bị mất mặt chính là thầy Bành đây rồi. Nhìn về Kiều Du phía trước, thầy Bành có chút ậm ừ, có thể nói cậu đã vượt qua bài kiểm tra này rồi, nhưng cậu không thể hiện pháp thuật vong linh, bọn họ không thể đánh giá cậu chính xác được. Nhưng vấn đề này với Kiều Du chẳng có vấn đề gì cả, cậu cũng nghĩ kỹ rồi, cậu muốn gia nhập chuyên ngành thể tu của hệ chiến sĩ. Dù sao hiện giờ cậu không thể sử dụng pháp thuật, quan trọng nhất là có thể vào Đại học Kinh Đô rồi nói tiếp. Trước lời này của Kiều Du, Bành Lương Ký lập tức gọi điện cho hiệu trưởng trường mình để bàn luận. Ở đây có phát hiện ra một vong linh pháp sư có thiên phú cực kỳ đáng sợ, cậu ta lại còn muốn gia nhập vào chuyên ngành thể tu của hệ chiến sĩ đó. Mà ở một bên, thầy Bùi kia cũng không chịu thua, mất bình tĩnh mà bấm gọi điện cho hiệu trưởng của mình. Mà hiện tại, hiệu trưởng của Đại học Kinh Đô chính là không giữ được bình tĩnh nữa, trực tiếp cho Bành Lương Ký quyền hạn cao nhất. Không cần quan tâm em học sinh kia có điều kiện gì, cứ đồng ý hết đi, bọn họ nhất định phải lôi kéo em ấy về. Không, thầy hiệu trưởng này phải đích thân gửi lời mời mới được. Cứ vậy, hiệu trưởng Đại học Kinh Đô liền hiện lên cười cười với Kiều Du, vừa mới xuất hiện mồm mép đã dẻo quẹo mời cậu về trường của mình học. Nhưng chẳng cần ông thuyết phục, Kiều Du vậy mà trực tiếp đồng ý khiến cho thầy Bùi một bên lập tức bay màu. Đến lúc này, Kiều Du liền đứng trước mặt hiệu trưởng kia mà hỏi ông ta một câu khiến cho người này bất giác giật mình, thầy có biết bố của Kiều Du, Du An Thanh không? Nghe thấy điều này, thầy hiệu trưởng càng thêm bất ngờ, em học sinh này thế mà lại là con trai của Du An Thanh và Bạch Thức Hạ. Cả hai người họ từng là học trò của ông, nhưng đã mười mấy năm rồi chưa từng gặp lại, ông chỉ có thể nói rằng bố mẹ của Kiều Du là những người vô cùng lợi hại. Mà từ đó về sau, hai người đó liền biến mất mười mấy năm không có thông tin gì cả. Ông chỉ nhớ bố mẹ cậu lúc đó thường nhắc tới phó bản đặc quyền, cậu nhất định phải đến phó bản đó, ở đó có thứ mà bố mẹ cậu để lại. Một tuần nữa lại trôi qua, sau khi người mới vượt qua bài kiểm tra, học viện đệ tứ dựa theo ngành nghề trong thế giới khác của học sinh tiếp tục phân lớp. Nói trắng ra chính là lớp chạy nước rút trước kỳ thi, lôi kéo nhiều học sinh được trường danh tiếng tuyển chọn. Tại học viện đệ tứ lớp pháp sư, tiếng thầy hiệu trưởng vang lên nhắc nhở, phó bản riêng của pháp sư thường là kiểm tra sức mạnh tinh thần. Đại khái sẽ là phó bản suy luận hoặc là phó bản giải mã, cho nên các học sinh chỉ cần phối hợp với nhau, hợp lực suy nghĩ sẽ tạo ra hiệu quả gấp đôi. Lúc này, Kiều Du và Hướng Địch lần nữa đứng trước mặt chị gái xinh đẹp cùng cánh cổng to lớn, lần này bọn họ phải đi vào phó bản đặc quyền cho pháp sư. Bước tới chỗ chị gái, ngay lập tức cánh cổng liền hiện lên ánh sáng tím, phó bản đặc quyền lựa chọn cho hai người chính là Hang Vạn Độc. Mà theo như chị gái kia cung cấp thông tin, truyền thuyết nói rằng ở Kiềm Đông Nam có một bộ lạc tà ác cực kỳ lâu đời. Người trong bộ lạc đều giỏi luyện chế độc trùng, tính cách lập dị, tàn nhẫn, có thể hạ độc mà thần không biết quỷ không hay. Người bị trúng độc đều đau đến không muốn sống, độc trùng ở trong cơ thể sản sinh tra ấu trùng con, cắn nuốt máu thịt của người đó, cho đến khi ký chủ tử vong. Yêu cầu lần này có hai phần, một là tìm kiếm bộ lạc tà ác trong truyền thuyết, hai là tiêu diệt toàn bộ độc trùng, phần thưởng nhiệm vụ sẽ dựa theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người chơi. Lưu ý! Phó bản Hang Vạn Độc cần có 5 người chơi mới có thể bắt đầu, hệ thống sẽ tự động phối hợp thêm 3 người bạn nữa. Lúc này, khi Kiều Du cùng Hướng Địch xuất hiện đã nhìn thấy 3 đồng đội tiếp theo của mình. Vừa nhìn thấy cậu, Phương Viên pháp sư hệ lửa lập tức lên tiếng chào hỏi, phía sau là em trai của cô, Phương Tầm, cũng là pháp sư hệ lửa, và cuối cùng chính là Long Thường. Sau khi đã giới thiệu làm quen với nhau xong, cả 5 người lập tức tiến tới một cánh cửa lớn,
đây chính là Võ Đức An Tử Kỳ. Không thèm để ý tới lời nhắc trên cửa, Long Thường kia một đòn tấn công về phía trước, nhưng đòn tấn công của cậu ta về phía cánh cửa hoàn toàn vô hiệu. Xem ra cánh cửa này là có thuộc tính của ma miễn rồi, pháp thuật không thể gây ra thương tổn gì cho nó. Còn Kiều Du hiện tại không ngừng quan sát khắp cánh cửa kia, loại bỏ ma pháp sao. Mà lúc này, phương viên kia liền lên tiếng, cô biết rồi, đáp án chính là đứa Võ Đỗ. Nhưng lời vừa nói ra, tất cả đã không khỏi hoảng hồn khi thấy Kiều Du một đấm phá vỡ cánh cửa chỉ trong tích tắc. Một đấm đã vỡ, đây thật sự là phó bản đặc quyền cho pháp sư hay sao? Bước vào bên trong, Kiều Du vẫn đưa mắt nhìn vào tay của mình. Cậu chỉ muốn xem liệu có thể đẩy được cánh cửa bằng sức hay không, ai mà ngỡ cánh cửa lại yếu ớt như thế chứ. Mà bây giờ, trước mặt năm người lại là một cánh cửa nữa, nhưng nơi đây lại vô cùng kỳ lạ, khắp nơi lại có vô số hoa đỏ. Đã vậy khi ở trong này, bàn tay của mọi người bắt đầu bốc lên những làn khói đen kỳ lạ, bọn họ chính là chúng độc rồi. Bọn họ hiện tại phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, nếu như này thì nửa tiếng nữa là Kiều Du sẽ hết sạch máu đó. Ngay tức thì, cả năm người một mạch chạy về cánh cửa kia, không còn thời gian để suy nghĩ, Kiều Du lại một tay đấm vỡ cửa, thành công mở đường cho mọi người. Hệ thống lúc này liền hiện lên thông báo, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ 1, thành công tìm thấy bộ lạc tà ác trong truyền thuyết hàng vạn độc. Còn đang không biết phải đi đâu, năm người bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ, đã thế nó còn tự giới thiệu mình là Tiểu Đông. Vừa nhìn qua cô bé này đã biết năm người kia trúng độc hoa bỉ ngạn, lập tức sốt sắng dẫn tất cả đi chữa trị. Đi theo Tiểu Đông đến một ngôi làng, đã vậy cả năm người lại được bố mẹ cô bé tiếp đón nồng hậu, rất nhanh đã mang canh ngũ độc đến. Nhìn vào bát canh đầy đủ dinh dưỡng trước mắt, tất cả liền có chút sững lại đùn đẩy cho nhau, nhưng chỉ có một mình Kiều Du. Cậu vậy mà thẳng thừng cầm lên nuốt trọn, ngay sau đó liền cảm thấy tình trạng bản thân tốt lên. Đến giờ phút này, Kiều Du mới cất lời hỏi Tiểu Đông và gia đình cô bé có biết gì về nguồn gốc của hang động vạn linh này không. Tuy rằng không rõ nguồn gốc của bộ lạc, cô nhóc này chỉ biết rằng là tộc trưởng yêu cầu người dân ở đây không đi ra ngoài, càng không cho phép sử dụng độc thuật. Trước lời kia của Tiểu Đông, mẹ cô bé lập tức cất lời đuổi khéo năm người này đi, nhưng mặc kệ mẹ nói gì, cô nhóc vẫn một mực giữ tất cả lại, thái độ này thật sự có điều kỳ lạ. Để cho năm người ở lại trong căn nhà nhỏ, gia đình ba người Tiểu Đông liền rời đi dưới ánh trăng đỏ thẫm. Tối nay là ngày trăng tròn rồi, bọn họ phải tiến hành thôi. Video của mình đến đây là hết rồi. Bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.